đúng tiếng á. Hồi nãy là đi vô 1:30 giờ 2:30 ra. Hamburger bỏ đâu sao? Vậy ăn cái đó. Đem cái hamburger vô thôi nó hư. Kêu mình về đừng đi đánh bài à, đi đánh game à, bởi vì đâu có tốt lành gì đâu. Game hết trơn, hư thúi quá không ai chịu nổi á. Tí nữa sáng mua cái chai, hôm nay xúc chai cho mai ấy chai theo ai trái đậu đũa.
bầu thu hoạch, chút nữa đi ra thu hoạch bầu này. Dậy. Quạt bầu luôn vô ăn. Vậy mấy Nhi. Sao mà ngạch nó không chịu trở qua. Cắt bầu rồi nè. Thôi nó già chát rồi nè. Đây. Bây giờ cái máy nó không có chỗ đứng. Nó to quá chắc cái họng nó bự rồi. Đây một em nữa, em này lùng sủng. Em lùng sủng giống mình, lùng sủng mập ấu. Ấu u.
cắt lá già bỏ luôn. Rồi mưa quá không đậu cái nào hết. Hôm nay là mưa quá không đậu trái nào hết rồi. Gì vậy? Ủa sao cái máy tự nhiên bị kêu vậy ta? Đây cái máy sao nó bị kêu vậy? Tự nhiên bị kêu ngon lành vậy. Lá bỏ ăn nó ra dữ lắm. Thôi đi vô ăn cái đã. Trái này nó bị đèo qua đít rồi. Đây. Ăn khế ta trả vàng nay đã bự rồi đó. Vô. Vô cà phê. Mấy trái đậu đũa ăn gì thôi để giống luôn cho rồi. Nó còn lại những trái bầu để dành mai chiều gì nó lớn rồi cắt. Vô cà phê. Cà phê cà chó. Đi vô. Mày là thằng chó phe nào? Vô phe đi, vô đứng đó nhìn tao, tao quánh một cái à. Vô phe 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 vô phe đi phe 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 ơi vô ăn nè, ăn không đi ăn nè, vô ăn đi, vô ăn phe 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 ở ngoài đó đừng rình đi phá tao quánh mày đó. Ở đây kêu nó vào, nó không vào đứng đó nè. Vô. Vô nè. Vô. Vô để ruồi muỗi vô nhà nè. Đi. Để mấy cái thùng nước đó, nó ruồi muỗi quá đi. Cái cơ ba nó mua gì nè. Trời ơi nó đút vô nó thật, nó cắt nó phá cái bánh da lợn. Bánh da lợn này nguyên tổ này nhiêu không biết. Nó dao thật vô cắt phá rồi. Con tôi nó phá dữ rồi đó. Đây, một trái nữa. Hai trái nữa. Một rổ đầy rồi. Đã không? Ngon mướt luôn, mặc sức mà ăn, mặc sức mà ăn. Vô phê ơi, đi vô, vô, vô.